quan đến một đoạn clip quay lại sự việc người đàn ông tấn công gây thương tích cho một phụ nữ ngay giữa đường. Mãi đến khi người qua đường can thiệp thì người đàn ông mới chịu dừng lại. Mới đây, Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh sự việc này ngay sau khi nhận được thông tin. Vừa qua trên mạng xã hội có lan truyền một clip quay lại hình ảnh người đàn ông trong tư thế đứng, chửi mắng và ra tay liên tiếp với người phụ nữ ngay giữa đường đông người. Hành động dã man của người đàn ông này chỉ được dừng lại sau khi người qua đường có ý kiến và can thiệp. Sự việc được một số trang mạng xã hội chia sẻ và tạm xác định xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Ngay sau khi clip xuất hiện, Công an xã Suối Cát đã xác minh được sự việc xảy ra trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát. Người phụ nữ trong clip tên là TTH, sinh năm 1981, trú tại thôn Tân Sương 2, xã Suối Cát. Còn người đàn ông tên là HQT, sinh năm 1991, trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hai người này vốn là chị em họ trong nhà. Trước đó, hai người này có mâu thuẫn vì anh T đi xe và va quẹt vào cổng nhà chị H, làm vỡ kính chiếu hậu và kính chắn gió ô tô. Bực tức, chị H đuổi theo, chửi mắng anh T trên một đoạn đường dài. Khi đến thôn Khánh Thành Nam, anh T không giữ được bình tĩnh nên có hành vi gây thương tích cho chị H. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Suối Cát đã mời hai người này lên làm việc. Về phía chị H cũng không có thương tích gì nhiều. Tại trụ sở làm việc, anh T và chị H đã viết cam kết không tái diễn hành động nói trên và tự nguyện hòa giải.